Sau đây một người bạn thân thương cũng bằng tuổi với lại Vũ Kim Long cũng đến đây dâng hương lên ngày tổ nghiệp 8 tháng 8 năm Quý Dậu. Đó là một người bạn nam nghệ sĩ Vương Minh. Xin mời nghệ sĩ Vương Minh lên góp một bài để dâng lên cho tổ nghiệp hôm nay. Một tràng pháo tay dành cho nam nghệ sĩ Vương Minh. Xin cảm ơn rất nhiều MC cũng như nghệ sĩ Vương Long rất nhiều. Để tiếp theo chương trình, Vương Minh xin gửi đến cho tất cả quý vị bài ca cổ được mang tên Xin Trả Lại Thời Gian. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Những kỷ niệm
cảm ơn em gái nghệ sĩ Phương Thảo rất nhiều.